Xin chào tất cả các mẹ, chỉ còn ít phút nữa là mẹ con Sóc sẽ được ra viện nhé. Trong lúc đợi bác sĩ khám cho Sóc, em sẽ review cho các mẹ thấy dịch vụ thai nhi của Thu Cúc nha. Vâng, xin giới thiệu đây là phòng lưu dưỡng mấy hôm vừa rồi của mẹ con Sóc đấy ạ. Cửa sổ to đùng tràn ngập ánh sáng, hai con tha hồ sau khi sống ảo. Còn đây là cậu bé Sóc hồi đang tranh thủ ăn nốt bữa từ trong cơm của Thu Cúc ngon lắm ngon vừa. Không mà ngon thật, nãy Sóc hồi ăn cơm sườn chua ngọt, còn em ăn bò thì xem. Quả này trong Sóc hồi đưa thì em cũng phải lên mấy cân. Đây là giường của Sóc rất êm và thơm, cứ đúng 10 giờ tối là cô cậu mới khò khò. Đây là điều hòa hai chiều, nóng lại đều có nhưng mà em thích mở cửa hơn, cực kỳ. Còn bên này là tủ đồ cá nhân riêng này, ấm siêu tốc riêng này, bàn ăn riêng và cả TV riêng nữa. À nhớ xem gì thì xem. Còn đây là giường thông minh của mẹ Sóc, ban ngày là nếu đêm kéo ra thành giường. Siêu tiện và siêu gọn luôn, tất nhiên không thể thiếu phương thần thánh và điện thoại bàn, vợ trợ giúp 24/7 để em thử cho các mẹ xem nhé. Xịn chưa? Còn đây là bác sĩ Trang, đang khám cho Sóc để em trước khi ra viện đấy ạ. Nó hay tìm sức khỏe của mẹ Sóc ổn rồi nha. Mẹ Sóc về nhà phải chịu khó ăn nhiều hoa quả lên này, đấy, uống nhiều nước này, nhá. Và đặc biệt là không được dùng những cái iPad các thứ mình nhiều đâu nhá, nhớ chưa? Ta-da, xong rồi, mẹ con Sóc sẽ thu dọn hành lý ra về đấy ạ. Cảm ơn đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng siêu tận tình. Cảm ơn đội ngũ nhân viên nhà hàng đã nấu ăn siêu ngon và các cô tạp vụ hàng ngày dọn dẹp phòng bếp thơm tho. Cảm ơn Thu Cúc nhiều, bye bye.